Boombox Audio xin chào toàn thể anh chị em đam mê âm thanh trên toàn quốc nhé. Chiều muộn ngày hôm nay em lại lên sóng một cặp loa cũng rất là quen thuộc với anh em đam mê âm thanh nhạc, đặc biệt là dòng nhạc bolero trữ tình. Đó là cặp loa tới từ nước Mỹ, Evan khung tranh. Đời Evan khung tranh. Đây em đi thẳng chi tiết. Với những cặp loa này chắc về cái chất âm thì chắc là em không phải giới thiệu thêm nhiều nữa, bởi cũng quá nhiều các cái review, các cái đánh giá của anh em chơi rồi. Nhưng nó chỉ tùy thuộc vào cái độ loa xấu, loa đẹp và cái giá thành thôi. Đây là một trong cặp loa chơi thể hiện dòng nhạc bolero và cũng rất là hay. Và không những cái dòng nhạc bolero, đặc biệt những cái dòng Evan tép chéo này thì cho cái giải tép rất là hay, rất là leng keng, lắc tách. Dòng Evan này chơi thì theo em nó cũng là chơi đa di lăng thể loại nhạc, chứ không riêng gì dòng về nhạc vàng. Đây, cái căng cũng rất là đẹp. Thì ra những cái vải thì nó hơi ố, thì bên em có bọc qua lại, bọc thêm, chứ không phải bọc lọc lại. Bọc thêm cái vải cho nó đẹp, cho anh em về bày biện cho nó đẹp, thì chẳng nhẽ lại căng ố nhìn nó xấu. Đấy, căng rất là đẹp. Vâng, em xin quay lại thì đôi loa. Cặp loa này cũng như anh chị em cũng đã biết, nó cũng có đời mặt đen, có những cái đời mặt vàng. Tép thì đặc sản chung của Evan khung tranh rồi. Tép lón đọc, tép chéo. Dòng tép này rất là hay. Đặc biệt những cái dòng này thì ngoài cái tép đỏ, cái giấy màng giấy đỏ ra thì nó cũng có những cái cặp nó có màng màu xanh. Anh em để ý nó cũng vào màu xanh. Cặp loa cũng thực sự những cái dòng Evan này cũng rất là dễ ghép âm ly anh chị em. Các loại âm ly, cái dòng Sansui, Pioler, Lachman, Marang, đấy, cũng ghép cũng đều ok hết. Nên thường thường anh em ghép cái chất nó hay, nó đậm đà, nó đượm đà thì hay ghép với các cái dòng âm ly Headkit. Headkit AR15, rồi Headkit AA21, 21D chẳng hạn, như cái bọn đây, bọn Headkit 21D này. Nói chung là Headkit đều đánh đều, những cái dòng này đều hay, chất âm rất là mềm dẻo. Cá nhân em đánh giá thì cặp này thì chơi được đa di lăng thể loại nhạc, với cái giá tiền nó rất là vừa phải, nó không cao, hơn chục triệu là anh em chơi vừa nghe vừa bày rất là đẹp. Cái hình thức khung tranh thì đúng thật là nó bắt mắt hơn là cái dòng bom bê như kiểu cái thùng xi đây. Thì bên em cũng còn thùng cặp bom bê, anh chị em có nhu cầu thì cũng có thể alo cho em theo số 0904997890. Về hình thức thì không có từ điểm gì để chê cả, rất là đẹp, rất là vuông thùng sắc cạnh. À, cái đít này em cũng quay sơ qua, nhưng mà nói chung là loa đây rất là đẹp, bày biện rất là tốt. Đời mặt đen, có đời mặt mặt vàng nữa. Đấy. Hiện tại thì em đang phối ghép với con cặp loa Evan khung tranh với âm ly Lachman, model là R1030. Dòng này thì chạy 4 so san, xanh đen, chất âm rất là mượt mà. Và đặc biệt nó có thể chơi được cả radio luôn, AM, FM hoạt động hoàn hảo. Và em cũng xin thông báo giá luôn với cặp loa Evan khung tranh, bên shop em bán ra với cái giá là 12.500.000. 12.500.000 cho cặp loa Evan khung tranh rất là đẹp. Đấy. Và anh em có nhu cầu con Lachman thì cũng có thể alo cho em. Lachman model R1030.
chạy bún sò than xanh đen, chất âm rất là ngọt ngào. Đặc biệt là em nó chơi được cả radio AM, FM, hoạt động rất là ok. Đến 108 hẹp, công suất nó 150W, ghép được cũng rất là nhiều cái dòng loa Nhật, loa Mỹ. Các cái loa dòng loa châu Âu em nó ghép cũng rất là tốt. Và để tiếp theo thì em xin mời anh chị em chúng ta thưởng thức một đoạn nhạc. Đông gió lạnh vào lòng, bâng khuâng chợt đến mắt môi chờ mong, mong người biển biết phương xa, thương anh tháng năm đợi chờ, nỗi buồn cô phụ bao. Xin em thấu hiểu được lòng, xuân xanh mùa thoáng có em chờ mong, bây giờ mình còn xa nhau nhưng tin có nhau trong đời, đêm đông về có nợ đêm giao đường chuông vọng xa xôi, phố vui như thuở ban đầu, gặp nhau giữa đêm tình cầu. Cầu xin suốt đời mình mãi yêu nhau, ân tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô. Giờ anh nón cao áo trần bạc màu, mong sao tàn kiếm chúng ta tròn đôi. Bây giờ mình còn xa nhau, mai sau có anh trong đời, đêm đông về cùng. Ở đêm sao đường chuông vọng xa xôi, phố vui như thuở ban đầu, gặp nhau giữa đêm tình cầu. Cầu xin suốt đời mình mãi yêu nhau, ân tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô. Nón cao áo trần bạc màu, mong sao tàn kiếm chúng ta tròn đôi. Bây giờ mình còn xa nhau, mai sau có anh trong đời, đêm đông về cùng. Bây giờ mình còn xa.
Em cũng xin thông báo lại cái giá với cặp loa Even khung tranh. Bên shop em đang bán ra với cái giá là 12.500.000. Em đeo căng mặt cho tổng thể anh chị em. 12.500.000 cho cặp loa Even khung tranh, một trong những cặp loa quá quen thuộc với anh em đam mê âm thanh, đặc biệt là những cái dòng nhạc trữ tình, nhạc bolero. Và tiếp theo đó là âm ly Lachman model R1030, bên shop em bán ra với cái giá là 6.800.000, đầy đủ ba tép non lớt và các cặp ngõ vàng. Âm ly còn nguyên zin anh chị em nhé, bao nguyên zin cho anh em chị em chơi. Vâng, cảm ơn toàn thể anh chị em đã quan tâm và theo dõi kênh test âm thanh của Boombox Audio. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong clip gần đây nhất.